sư cho sư Phước Điền 10 triệu, sư Phước Tân 12 triệu. Sư Phước Tân đi về á là tỉnh thất của sư phụ sư ở trên Đồng Nai, rồi điện mấy ông Phước Sơn qua ăn nhậu đêm đó. Có luôn hả? Có luôn. À, còn rồi xong xuôi đêm đó sư Phước Tân mới ghi âm, sư không biết chữ, rồi mới ghi âm qua chửi bới, thăm dò sư, hành hung đòi chém giết sư. Sư có luôn, sư nói bây giờ ông muốn hẹn sư ở đâu, ông muốn hẹn tôi ở đâu tôi đến đó tôi đón ông luôn. Triệu, 20-30 triệu, xin lỗi, mới có 20-30 mấy triệu mà đã huynh đệ đã như vậy rồi, chứ lỡ mà Phật tử người ta trợ duyên cho sư 200-300 triệu, dám mà hai ông mày bày mưu kế giết sư chết luôn. Dạ, quá căng rồi, quá căng. Tới công chuyện nữa, quý ông bà của chú anh chị ơi, thì câu chuyện mà vừa hai vị sư thầy bị đi khất ôm bát đi ngoài chợ đó, bị một gã đàn ông tác động đó, thì hiện tại bây giờ anh em quay cũng rất là nhiều mạnh thường quân ta hỗ trợ giúp đỡ. Thì hôm nay em nhận được báo tin, thật sự ra không muốn lại đây ghi hình ta. Hiện tại bây giờ sư già, ta gọi là sư già, trong cái đoạn video mà bị gã đàn ông tác động đó, thì hiện tại đang che một cái liều ở nơi cái gọi là cái chùm mã đấy. Bây giờ huynh đệ tương tàn vì có tiền đó, có mấy chục triệu à, với mấy trăm ký gạo, mà không ngờ rằng sư huynh đệ bây giờ bụp nhau nảy lửa, banh chành té bẹ hết. Thì câu chuyện này như thế nào, Chọc sẽ mời tất cả quý ông bà của chú anh chị đồng hành em vào bên trong nơi mà thầy lớn tuổi đã che những cái bạc với áo phát y đó, che đây ở này của chị. Thì em mời tất cả quý bà chị hãy vào trong để tìm hiểu thêm cái câu chuyện mà huynh đệ tương tàn bụp nhau nảy lửa như thế nào nha. Thì cái câu chuyện giữa sư với lại sư Phước Tân á, dạ, là trong cái thời gian á mà hai vị sư bị đánh ở ngoài chợ á, dạ, là khi mà anh em tụi con quay á, là có một số cô chú anh chị mạnh thường quân nước ngoài, trong nước và ngoài nước có trợ duyên cho sư đó. Thì trong rồi, khi mà sư Tân đi rồi á, dạ, đó là sư Tân là mới nhắn tin nói cho con á là sao á, là xin gạo của sư, sư không có cho rồi. Sư để sư cho người khác rồi, chú cứ với lấy hết tiền, đi với lại tiền là sư lấy hết, sư không có cho là sư Tân đồng nào hết. Rồi chú nói xong chưa? Rồi, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào cộng đồng trong nước và ngoài nước, cộng đồng mạng vừa qua đã trợ duyên cho hai sư Phước Tân và Phước Thành. Thì những lời của sư Phước Tân nói hoàn toàn là sai sự thật. Khi mấy chú Phú và chú Đầu Trọc vô quay thì tổng cộng số tiền hôm đó là được 36 triệu. Thì sư dự định là sư sẽ chia cho mỗi người 10 triệu. Nhưng mà sư Tân thì không đồng ý, coi như là có bao nhiêu cứ chia bao nhiêu. Thì gì, đây là sư Tân ép chế sư. Tại vì đúng ra là cái thất của sư dột, yeah, không? Mà tam bảo của sư thì chưa có cái bông, cây hoa, cây nhang, cây đèn gì hết, yeah. Sư muốn trức lại một chút xíu để sư làm cho nó thành tựu. Nhưng mà trong cái tâm của sư Tân là không muốn như vậy, để ép chế sư buộc sư là phải chia đôi. Nhưng mà cái này sư lấy cái tâm, lấy cái đạo ra chia chia đây là ba. Sư Phước Điền ngày xưa là đi khất thực với sư mười mấy năm nay. Còn sư Phước Tân là một người bị tai nạn ở các chùa chiền, không ai dám chứa ngài sư Phước Tân. Tai nạn là sao sư? Tai nạn là sư Phước Tân ở chùa nào cũng ăn nhậu, cũng quậy chùa đó. Rồi có chuyện đó nữa sư. Rồi xong xuôi quậy thì Diệu Phước Sơn ngày Bụng Chánh mới lấy ngày Bụng Chánh 46 triệu xã y. Rồi qua bên á, là cầu qua bên Hòa Thượng sư phụ dở ngay cái cầu nhân viên, bỏ cái vụ đó đi sư quên rồi. Rồi xong với qua ngài Tâm Đạt mới đắp y sa di lại, yeah. Thì đắp y sa di lại, ngài nói gì những câu không vừa lòng. Rồi sư Phước Tân lại bỏ y, xả y, không nhận thầy tổ nữa. Thì xong sư Phước Tân mới về trên, về ngoài núi Vĩnh, yeah. ở đâu được mấy tháng thì ở quải người ta, huynh đệ cũng nói là ông này ở đây không được, ông quậy quá. Xong sư Phước Tân mới trở về Bủ Đức, là ở ngay chỗ Đồng Nai đây, Biên Hòa đây, yeah. Thì cái chỗ mà sư Phước Tân đã bị mấy anh YouTube mà phát hiện được á, mới lòi ra sư lớn sư nhỏ là sư, cái gốc của sư là ở đây, yeah. Thì sư Phước Tân mới bị ngài, tại vì cái chùa người ta đã cúng dường cho ngài qua trục sức. Sư Phước Tân đi khỏi nơi đó thì sư Phước Tân mới nói bây giờ chỉ có mấy ông cứu tôi thôi chứ không ai cứu, là nói sư với sư Phước Điền.
Thì ông sư Phước Điền ông mới nói á, bây giờ ông có thương ổng là nhà của ông, cái tâm bảo của ông có thương ổng thì ông qua ông chở ông về chứ tôi không chở. Chở sau này ông có chuyện gì ông rủi ro ông quậy ông mà tôi không đỡ nổi. Nhưng mà ông Lưu Phước Điền này đã cua mang ông sư Phước Tân đây mười mấy năm rồi. Nhưng mà những cái tai nạn gì mà ông ăn nhậu mà ông bị chùa chiền này chia đuổi á, là toàn bộ ở đà ông sư Phước Điền giúp đỡ ông hết. Nhưng mà ngày giờ này á, ông ra đi mà ông lại đối với huynh đệ như vậy là ông quá dở. Ông dạ. Sống thua một cái người đời, đừng nói ông là dạ sư đâu. Cho con ngắt lời sư có vấn đề này tí xíu ha. Dạ. Thật sự ra anh em con đã giúp hai sư rất là nhiều. Dạ. Trong khả năng của anh em thậm chí là hơn nữa. Nhưng mà con nghĩ rằng là trong khoảng thời gian mà anh em con không quay hai sư nữa đó thì câu chuyện nó sẽ im và cũng như là giống như mình đã đủ rồi. Nhưng mà không ngờ cái ngày hôm nay con nhận, thật sự đây chưa có ai báo cho con cả, chỉ có anh Phú và tất cả anh em trong nhóm có gọi nói chuyện với con. Thì đúng là cái clip này con không quay đâu, mà thật sự ra khi mà có những câu chuyện mà khi mà giúp đỡ Mạnh Thường Quân họ giúp đỡ cho mình một số tiền với gạo này nọ đó thì huynh đệ lại tương tàn. Dạ, đúng không? Đúng, thì khi mà em con nghe được anh Phú nói rằng là khi mà thầy Phước Tân á đi thì thầy Phước Thành là cái gọi là sư gia trước đây ha, là không sư có lớn, cho lớn không có cho được 10 ký gạo nữa thì câu chuyện đó có thể là sư có nói hết trong sư cái video nói này đây nha. Là 10 phương di vật với cô mama và hai vị nào bên Mỹ đã gửi cho sư một thùng sữa. Dạ. Và trợ duyên một bữa cơm chay ở nhà hàng. Thật sự là cũng không có thùng sữa, cũng không có. Còn cô mama hứa trợ duyên cho sư là ăn 3 tháng hạ không, nhưng mà lại cũng không có, do nơi sư Phước Tân đâm chọt âm mưu gì đó sư không biết. Mà hiện giờ là trong cái số mà sư Phước Tân á, những cái lời mà sư Phước Tân chửi bới sư á, trong ấy âm sư còn nhắn qua ghi âm rồi đổi giáo quan giáo quả sư là không cho 1.000 nào, không cho ký gạo nào ăn. Sư đã phát 23-26 triệu, sư cho sư Phước Điền 10 triệu, sư Phước Tân 12 triệu. Sư Phước Tân đi về á là tỉnh thất của sư phụ sư ở trên Đồng Nai, rồi điện mấy ông Phước Sơn qua ăn nhậu đêm đó. Có luôn hả? Có luôn. Trời ơi. Còn rồi xong xuôi đêm đó sư Phước Tân mới ghi âm, sư không biết chữ, rồi mới ghi âm qua chửi bới hăm dọa sư, hành hung đòi chém giết sư. Sư có luôn. Sư nói bây giờ ông muốn hẹn sư ở đâu, ông muốn hẹn tôi ở đâu tôi đến đó tôi đón ông luôn, chứ cuộc đời tôi đã tu rồi, tôi không còn gì đã mất không. Nhưng mà đường tu tôi á là tôi đã nguyện tôi đã tu suốt cuộc đời, mà ngày hôm nay ông là người tu thì ông muốn quậy tôi thì tôi xả cái y tôi gỡ là ông Phật, tôi quậy ông như người đời luôn. Thì ông mới thách thức sư. Đây là những lời ghi âm còn trong máy sư. Thôi cái đó là từ đi thầy. Dạ. Rồi á sư Tân mới á là ghi âm những lời gỡ qua chú Phú, nói là không có đồng bạc nào. Bây giờ sư nhờ chú Phú ghi âm những cái lời nói đó để đưa lên cộng đồng mạng có phải sự thật hay không. Còn cái giấy đứng chứng mà làm cái phần mà Phật tử người ta trong nước và ngoài nước để trợ duyên cho mấy sư, sư đã chia làm ba. Là chưa có ghi giấy là luôn. Chưa có làm giấy sư để trống. Có sư phụ của sư là ngài Tâm Đạt đứng ra làm chứng trong cái bàn ba huynh đệ ngồi. Nè, con nói sư là cái phần ghi âm của con sẽ làm một clip riêng. Dạ. Của sư Tân. Rồi á là sư nói á là sư có chia cho là sư Phước Tân làm ba phần mà sư Phước Điền ở với không, sư. Nhưng mà cái này á là Mạnh Quân người ta chia cho có hai phần à? Hai phần. Nhưng mà thầy này chia cho ba phần. Tình nghĩa huynh đệ với nhau. Có công cùng hưởng, có nạn cùng chia. Sư ăn đó của tàng na tính thí thì sư gánh nặng lắm. Sư chia sẻ cho huynh đệ đồng tu. Thì sư sống như vậy có cạn đáy lòng chưa? Rồi cái phần gạo đó thì sư Tân á là nói là xin sư là 5 ký hay 10 ký gạo mà sư không có cho. Bà không, cái chuyện đó là nó trái vấn đề. Gạo mấy chú cho gần 50-60 ký. Phật tử về cúng dường cho sư gần 200 ký gạo, gần coi như là 500-600 ký. Dạ. Mà không lẽ 5 ký mà sư tiếc với sư Tân. Dạ. Sư Tân nói như vậy, sư Tân không sợ đọa địa ngục hay sao? Rồi cái phần gạo đó là sư... Phần gạo đó sư đó xin phép bây giờ ba huynh đệ để cho sư nhận cái số này để Phật để
kẻ buôn bán giấy số, kẻ xin ăn, kẻ nghèo khổ. Tôi xin cái phần này để tôi trợ duyên cho người ta ở xóm riền, ai khó khăn ở nhà trọ. Thì sư tăng mới nói thôi cái chuyện đó ông làm gì ông làm, quyền của ông, tại vì tam bảo của ông, nhà của ông. Thì thôi ông trợ duyên cho tôi nhiêu đó thì tôi cũng mừng. Còn nói, nếu sư còn ở đây ngày nào tiền Phật tử cúng dường tôi sẽ cho ông hưởng tiếp. Tôi sống không phải như cái loài cầm thú, tôi đã biết tu, tôi biết theo ông Phật, biết mặc cái y, thì tôi không tính toán, tôi đã buông bỏ rồi. Chính bản thân cái tài khoản mà để gắn lên mạng sư còn không gắn mà, sư đi làm tài khoản được, sư nhờ họ được, nhưng mà sư mượn cái tài khoản của chủng tử sư, sư gắn lên cái Zalo của sư. Nếu ai có cúng dường, có cái tâm mà gỡ đến mà trợ duyên sư, thì qua cái tài khoản đó tới tháng thì ông chủng tử sư ổng sa kê về cho sư, báo cáo với sư. Chứ giờ huynh đệ sư không tin ai nữa rồi. Ông Phước Điền là người thân của sư, sống chết với sư mà ổng còn như vậy nữa, rồi bây giờ sư biết tin ai? Sư tin vào đâu? Bây giờ đó là cái phần con chỉ nghe là bên sư Phước Tân gọi cho con, với lại nhắn tin là ổng nhắn tin bằng đêm không mà ổng nghe là ổng nhậu rồi, là nhậu rồi, là sư xác nhận ổng nhậu rồi đúng không? Ổng nhậu rồi, bữa đó là ổng nhậu với là khoan để thầy cho con ngắt lời thầy cái vấn đề mà ăn nhậu cái này. Con hỏi thầy là từ lúc mà thầy Phước Tân đó ở với thầy á, thì lúc tối có nhậu không? Không, sư không dám cho nhậu, tại vì ổng có cái bản tất, ổng nhậu vô thì ổng coi ông trời bằng không tiêu, mà huynh đệ đây là ổng giết. Ổng có cái máu khùng. Trời đất ơi. Bình thường thì ổng rất là ngoan hiền, nhưng mà ổng có ba miếng trong, ổng uống như người ta uống tệ, uống cái thùng này qua tới thùng nọ à. Tiền bao nhiêu là ổng uống hết. Uống là chừng nào mà cảm thấy là không uống nổi đâu mới nghĩ. Coi như uống chừng nào mà chết tại chỗ thôi. Ở trong chùa mà nhậu kiểu vậy là mấy sư thầy rồi. Không, mà bây giờ có cái là như vậy, ai ăn nấy to, ai tu nấy đắt. Dạ. Còn cả chỉ trợ duyên cho cái cốc, cái am, cái thất. Còn mấy ông lợi dụng cái chùa chiền của người ta, mấy ông ăn nhậu là chuyện của ông. Nhưng mà mỗi lần mà cả phát hiện cả bắt được á, là cả đuổi ra khỏi chùa. Chứ chả cũng không làm khó gì ai. Dạ. Cả có cái từ bi như vậy. Hồi nãy là còn ông sư Tân này, ổng là một cái con người tu hành liều lĩnh nhất trong thiền viện Phước Sơn. Trời đất ơi. Trời ơi. Là sao? Thì coi như là ổng đã có ăn nhậu ngày xưa, cả chịu không nổi, cả đẩy xuống suối rồi. Yeah. Mà thậm chí ông còn giác nhau lên đó. Chú mà tu chung đi, ở gần mà đụng chạm chú, mà ổng nhớ trong lòng mà ổng uống ba miếng rượu vô là ổng kiếm chú ổng chém luôn. Có nghĩa là bình thường thì bình thường ổng rất là quan hiền, ổng tu tập rất là ngon. Ổng nhớ cái chuyện cũ, ổng nhớ cái chuyện cũ là ổng làm thịt chú à. Ủa vậy là ổng tu hành gì? Cái đó sư không hiểu. Nhưng mà cái này thì con nghe thì sư thầy nói thôi, chứ đó anh em con sẽ tìm hiểu thêm. Đúng, tại đúng, vì đúng, đúng. Thật sự con không phải nghe một phía được. Đúng, đúng, đúng. Sư nói, sư nói, chú đừng nghe sư. Dạ. Rồi chứ chú cứ đừng nên vô. Chỉ thả cái người coi như là cái người khác vô đi. Dạ. Rồi tìm hiểu ông sư Tăng cái lịch sử của ông ở thiền viện Phước Sơn như thế nào. Dữ quá ha. À, ông tu ở đó xin lỗi mười mấy năm rồi. Nghe sư nói là con hết hồn luôn á. Ngày xưa là ổng ở Bạc Liêu á. Ổng là cháu của công tử. Cháu ruột luôn á. Bà con đó, bà con chứ không phải là cháu ruột. Cháu bà con, cháu họ. Ổng quậy ở dưới á, là tơ bờ dưới Bạc Liêu. Rồi ổng có bà bạn ở Mỹ, ở Cần Thơ á. Bà bạn ổng giờ hai đứa con, một đứa ở bên Mỹ, một đứa thì ở Việt Nam mở hãng bánh kẹo. Dạ. Không, bà bạn ổng thì lớn tuổi, ổng mười mấy tuổi. Mà tại sao cái tình trạng này không ai gửi tiền, không ai tặng ông để ông ăn? Ông tu thì sao lại ông coi lại? Thì sư thấy bây giờ con người ta tu mà bích đường bích cửa, mình cũng đồng tu với nhau thì mình trọng trợ duyên đồng tu. Đâu ngờ ngày hôm nay cái hộp cơm sư giúp mấy lần mà ông bị nạn á, là về đây sư dẫn ông đi khất thực, kiếm mười mấy triệu về mướn nhà trọ ở ngay đường đầy đường vô thiền viện Phước Sơn luôn đó. Nhà trọ sư vô đó luôn đó. Vậy, ông ăn nhậu nhà trọ đó luôn đó. Vậy hiện tại bây giờ là sư Tân là ở trong chùa là ở nhà bây trọ. Giờ là sư không biết, tại vì ở nhờ cái cốc của sư phụ mà công an trục sức sư Phước Tân đi, đuổi đi luôn, đuổi đi luôn. Thì về tỉnh mới được 2 ngày. Ngày đầu là có ai chở đi lãnh tiền gì của bên nước ngoài trợ duyên cho. Dạ. Ngày thứ hai á là bữa đêm đó là ông điện cái ông sư đệ ở bên thì Diệu Phước Sơn qua, là hai ông mới quốc sáng đêm đó nhậu tới 1-2 giờ mới ghi âm, mới gửi cho sư trước nè. Dạ. Rồi xong gửi cho chú là
lúc đó chắc cũng gần sáng rồi đó. Thì ông Phước Tân á là có nói với con như vậy nè. Dạ. Là mà lúc nào ông gửi gì ông cũng cà nhẹ đó. Ông nhậu rồi mà. Con không có ngờ là ông là nhậu. Ông không nhậu thì ông rất quan hiền. Dạ. Đường tu ông rất ngon. Ít nói nữa chứ. Ít nói á mà mặt ông gì gầm. À, đó ông nói á là ông không cần cái số tiền của Mạnh Thường Quân bên nước ngoài. À, ông chặn ông xóa Zalo của người ta. À, đó. Rồi ông phá coi như là cô mama không có gửi cho sư đồng nào luôn. Dạ. Nha. Nè, cái những lời ghi âm cô mama gửi nè, để gửi cho sư lại tiếp tục nè. Nhưng mà tới ngày hôm nay sư cũng chưa nhận được đồng nào do nơi sư tăng phá. Dạ. Mà lý do nào mà phá? Lý do tiền bạc thì cũng chia cho. Lý do là tại vì nguyên nhân sư Phước Tân bức xúc tại sao cái số điện thoại mà dán trên cái giữa hai bên cái danh của sư á, bên đây là Phước Tân, bên đây là Phước Tân, nhưng mà đây là sư Phước Điền đi photo đi về đi in. Ừ. Nhưng mà ở đây là sư Phước Tân, còn ở dưới đây là số điện thoại của sư Phước Điền, cho nên sư ở cái miếng mà quảng cáo á, cái miếng mà để qua cho chú đó. Yeah. Đó thì coi hai cái đó là chú nghĩ như thế nào thì mà con hỏi nè, con nghe nói hình như là thầy Phước Điền hình như có thành lập cái YouTube hay cái gì đúng không? Cái đó là sư không biết. Con nghe nói thầy hình như là có không, làm TikTok hay là làm Facebook gì không, đó. Không, cái đó sư không biết, nhưng mà cái bữa mà sư lập cái clip ra mà để hồi hướng cho những người mà để trợ duyên cho sư trong nước và ngoài nước, sư có lập cái clip sư. Yeah. Cúng dường cho sư phụ sư 2 triệu. Bốn vị tỳ phu ở trên Phước Sơn sư thỉnh xuống để tụng kinh hồi hướng ăn của đằng na tính thí, mình phải hồi hướng cho chúng sanh. À. 6 tháng 7 này mình hồi hướng Nhu Lan rất là tuyệt vời. Cho nên sư chấp nhận sư bỏ 8 triệu ra. Sư đặt người ta nấu cơm chay, rồi sư rước đạo tràng về, sư cúng dường tiền xăng cho người ta. Số tiền đó xin hỏi sư làm cho Phật, cho Tam Bảo chứ sư chẳng hưởng được ngày giờ ngàn nào. Dạ. À, cho nên sư tăng ăn như vậy, sư thân phá như vậy, sư tăng mang nghiệp chết. Sư sống bằng cái tâm thật chứ sư không có tạo ra mà để lừa gạt huynh đệ, lừa bây trong giờ đó là giờ. Sư Tân á gọi cho con, nhắn tin con liên tục là kêu á bữa nào đi ra ngoài Đồng Nai thì sư Tân quay cho sư Tân, thì bây giờ đấy là đính chính lại cho sư Tân là bây giờ là sư mấy á. Chú cứ nghe ổng chứ cứ quay đi, sư cũng chẳng có ngày, tại vì sư sống bằng cái tâm thật, cái gì thật nó có thật, cái gì giả có giả. Hiện giờ sư đang thiếu lương thực ăn nè, sư thiếu tiền để mua nhang mua khói, nhưng mà sư đâu dám đi khất thực. Đây là ra gặp mấy chú hoặc là sao. Rồi con hỏi nói thầy nói là hiện tại giờ thầy không có tiền, không có lương thực và mấy trăm ký gạo với 30 mấy triệu đó, hiện tại giờ 30 mấy triệu sư đã chia cho mỗi vị 36 triệu, chia cho sư Phước Điền 10 triệu, sư Phước Tân 12 triệu, là sư còn lại 14 triệu. Yeah. Sư đã mua nhang đèn, là nhang đèn giờ sư không có mua nữa. Có người ta ở Đà Nẵng ra chợ Viên Châu, sư muốn mua cái hào quang. Yeah. À, cái hào quang to của Phật với cái hào quang nhỏ là của mẫu. À, rồi bây giờ là hiện nay gạo thì sư không có thiếu, nhưng mà thiếu tiền. Tiền gì? Tiền xà bông, tiền này tiền nọ. Bây giờ sư không dám ra đi khất thực. Coi gạo sao thầy? Sư cho hết rồi, sư cho còn có 20 ký à. Cái bình nước suối á, sư đổ giọng vô hai bình. Nhưng mà con nói như thế này nè, hai sư á, bởi vì hôm bữa con đã quay cái clip, anh em cũng giúp đỡ hết sức mình rồi. Đúng rồi. Con sau khi mà anh em con cúp máy, anh em cũng đã nói thẳng luôn. Dạ. Nói là hai mấy sư là anh em gắn giúp như vậy. Còn Mạnh Thường Quân thì mấy sư huynh đệ nhau tự dàn xếp, anh em có xen vô cái phần đó. Đúng đúng. Nhưng đúng, mà không đúng. Ngờ đến ngày hôm nay là sùm cho đất hết trơn, người này tốn người kia tốn người nọ. Thì đó, cho nên bây giờ á, chẳng may á, ngày xưa đói đi ăn mài ăn xin với nhau thì nó không sao. Yeah. Bây giờ có mấy cũng vì đồng tiền mà huynh đệ mới có sự phiền não với nhau. Sư nói bằng tâm thật, ngày xưa ông ra xuống đây nhiêu không có đồng bạc nào, ôm cái bác đi ăn mài ăn xin với sư kiếm 10 mấy triệu về mướn nhà trọ tiếp tục sao cũng đi ăn nhậu tiếp. Rồi hiện tại bây giờ là cái nhà đó là thầy cũng muốn là để lại cho hai thầy Phước Tân với thầy Phước Điền. Không để. À, bây giờ hai ông đó quậy sư quá trời. Không có nghĩa là thầy tính như vậy, thầy muốn ra đây ở, muốn để nhà là để lại cho ông Phước Điền ở chứ ông Phước Sơ. Ông Phước Tân là chính quyền trước đi rồi. Dạ con hiểu rồi. Thì là không thể nào ở đây được. Dạ. Mà không ngờ bây giờ cái Phước Điền là đang ở đâu? Phước Điền bây giờ là ổng nghe cái tin ngày hôm qua là
sư Phước Tân đã ghi âm gửi qua cho chú Phú nè, Long An nè. Cái sư Phước Tân mới rút cái Zalo của sư Phước Tân ra, rồi sư mới điện báo cáo cho ông Phước Điền. Cái ông Phước Điền qua lại sao không biết, cái hồi sớm mơ này ông Phước Tân đưa cái Zalo của ông lên à, thì sư thấy đây giữa hai người có cái sự trái chiều gì đó sư không hiểu à. Không, rồi sớm mơ giờ sư điện về cũng không về, hay là công việc gì sư không biết, hay là muốn tránh mặt gì sư cũng không hiểu. Tại vì tâm tư sao sư nói vậy mà điện ông ba cuộc không bọc mai. Chứ thường thường là sư điện cái cuộc thứ nhất, cái thứ hai mà không nghe là thứ ba buộc ông phải ngừng xe đâu, ông cũng điện lại cho sư. Bây giờ có tiền chút đỉnh, bây giờ huynh đệ tương tàn hết trơn, phải như con biết mà cái sự việc này xảy ra, anh em con không giúp đỡ rồi. Khỏi cho ăn luôn đi. Anh em con không quay, không giúp đỡ luôn. Tôi thấy hình như mấy chú quay vậy là đâm ra phí công sức mấy chú. Đó, bây giờ tình cảm huynh đệ giờ mất hết trơn luôn. Giờ bây giờ tiền bạc là mạnh quân người ta giúp á. Bây giờ sư chia hết rồi. Không phải sống để cho sư Tân á, là sống trong cái lúc ba ăn cơ giết hạ à, mà ông lại lấy tiền. Ông vô tình ông hứa ba tháng ăn cơ giết hạ, giờ sư bị vô thế nè, sao sư dám đi? Đi ra rồi gặp mấy chú quật cổ chứ sư sao? Rồi mấy kênh YouTube người dân cũng phiền não cũng dẫn đưa lên được, thì khổ ai? Khổ cho cái thân tứ đại này chứ không khổ cho sư ta. Tại vì sư có nơi tu tập, cộng đồng mạng đều biết cái hang cái cốc của sư, biết cái nghĩa địa sư, biết hai cái kim thân của Phật, là biết cái địa chỉ số nhà của sư. Sư chạy đâu? Sư chạy xuống địa ngục, sư chạy xuống đâu nữa? Trần gian này, thế gian này họ biết sư hết rồi, thì sư chạy đi đâu? Rồi cái mặt sư ra đời có làm ăn được hay không hả? À, ăn chi mấy đồng bạc lẻ 20-30 triệu, 20-30 triệu, xin lỗi, mới có 20-30 mấy triệu mà đã huynh đệ đã như vậy rồi. Chứ lỡ mà Phật tử người ta trợ duyên cho sư 200-300 triệu, dám mà hai ông mày bài mua kế giết sư chết luôn. Thôi sư sám hối, kể từ nay không dám chứa vị sư vị thầy nào. Sư nhưng mà trước khi á là sư Phước Tân vừa đây á là sư có biết lai lịch của ổng mà biết chứ đã ông không ai chứa nữa, cho nên thầy Phước Thành này mới coi như chùa chiền chùa to Phật lớn không ai dám chứa. Là bây giờ là sư Phước Tân này vô lâm vô được không thầy thương mới cu mang mà bây giờ giờ vậy đó, rồi ra đường đó là ăn hột cơm của sư còn dính răng mà quay lại là cắn sư, vậy ổng không phải là người tu. Rồi cái lai lịch đó là nãy sư nói là ổng là cháu của tôi Bạc Liêu, ở dưới là con nghe nói là có một mấy chục mẫu công đất được ổng quá hết mà một mười mấy công đất rồi ổng mới ra đường mua quậy dưới là chính quyền người ta mới trục sức ổng đi, ổng lên núi Vinh ổng ẩn ổng trốn thời gian ổng làm công quả xong rồi ổng mới về G7 gần Thiền viện Quốc Sơn, ổng mới ở bên đây ổng công quả gần cả chục năm, xong xuôi mới qua ngày vũ chánh mới ổng là còn sa di, ngày vũ chánh mới ép ổng là cạo đầu xuất gia cho ổng mới đắp y đến ngày hôm nay. Ổng tu là thời Thiền viện Quốc Sơn là khối ba đó, khối ba ha, khối ba mà nay khối mười mấy rồi. Dạ, thì là ổng cái phần thứ 13 phải không, khối ba là khối coi ba như là cái thời 1, gian 2, là có ngày xưa Phước Sơn tứ trụ có 4 vị à. Dạ. Rồi sau được mười mấy vị tới 20 vị đó. Dạ. Còn thời hồi xưa là sư ở ngoài núi Vinh, ngoài Hòa Thượng Minh Hùng, Hòa Thượng Giác Cầu. Rồi thời gian sau này là sư mới về vòng vòng Đồng Nai, chứ sư không có ở Thiền viện Phước Sơn, mà sư về sư y chỉ của ngài Tâm Đạt, Tỉnh Thất Tâm Đạt là tứ trụ, là huynh đệ của ngài Vũ Chánh đó. Dạ con hỏi thầy vấn đề này, con hôm kia có một cái anh chị bên Mạnh Thường Quân bên con bên Mỹ đó có gửi một cái thùng hàng, thì cái này yêu cầu của hai anh chị đó thì con không liên quan, lại hỏi rằng nói là nghe nói rằng là sư Phước Thành á là có nói là gửi thùng hàng về cho thầy là bên Mỹ gửi về đó, nhưng mà thầy không có chia, tại vì trong đó là có chia những cái tên tuổi nào trong cái phần quà trong đó, trong thùng đó, nhưng mà thầy không có chia lại cho thầy Phước Tân. Mà sư việc có, như thế nào sư đâu có nhận thùng nào đâu. À không có nhận ha. Không có thầy nhận. Bây giờ là thầy nói luôn đi, trong cái video này con gửi lên trên Mạnh Thường Quân cho con luôn. À, mà không biết là cái thùng đó ai nhận sư cũng không biết. Mà sư cũng đâu có nhận, mà sư Phước Điền cũng không nhận, mà sư Phước Tân khẳng định là ai nhận ký tên vô là người đó chịu trách nhiệm, mà sư đây có nhận đâu mà sư chịu trách nhiệm. Ổng còn hăm dọa mấy ông làm đi, là mấy ông mượn danh tiếng tôi đi là lát mấy ông ở tù, mấy ông làm lớn chuyện ra đi lát mấy ông ở tù cả đám. Ông mấy ông chống mắt mấy ông coi nè, sư Thước Tân ơi, cây ngay không sợ chết đứng đâu sư ơi,
có nghèo có đói gì chăng nữa, ôm cái bát đi ăn xin đầu đòn xó chợ, một ngày cũng kiếm được hai bữa cơm để mình ăn mình tu. Mình tu chứ không phải mình ngu sư thân à. Mình tu cái huệ mình phải sáng, đâu là đúng đâu là sai, đâu là tình đâu là nghĩa, đâu là thầy đâu là trò. Đó mới là một cái người tu. Còn người tu như sư á, sư tu biết là sư ngu à, sư ăn sư nhậu biết sư ngu, sư tu hú à, sư tu cái gì mà sư phá huynh đệ như vậy. Tôi già lớn tuổi rồi, tôi không có con, không thân cô thấy cô, dòng họ bỏ bơi tôi. Tại vì sư ra đi sư tìm có sự sống mai chiêu mốc nọ sư về, tôi quan hỷ tôi cũng cho sư được 500-300 ngàn, chục ngàn, triệu. Sư đủ duyên, Phật tử trợ duyên, tôi sẵn sàng tôi giúp sư. Không, sư ăn nhậu rồi, cái trí tệ, cái huệ sư nó chìm mất rồi. Thôi, sư ơi, sư quan hỷ đi, sư ráng sư tu lại kiếp này đi, rồi kiếp sau sư ráng sư tu nữa dùm con. Mô Phật, A Di Đà Phật. Dạ, thì có những cái thông tin cũng như là con giấu cái người không có thông tin cho con ha. Dạ. Là nói là thầy hiện tại đang có một cái người phụ nữ trong là trong nhà, có hay không? Không, không có. Bây giờ con bây giờ, không tin đâu, bây giờ thầy dẫn con vô nhà. Rồi, dắt vô nhà. Rồi. Chỉ có là sư cho mướn cái khúc sau. Có đó rồi, con biết. Là 1,5 triệu một tháng. Là ai ở thầy? Là cái cô bán nước. Con không biết là nó ghệ thầy hay gì đó, con không biết. Nói là tiền mạnh thằng quân mà gửi về cho thầy đó. Là thầy nuôi thầy, cái người đó thầy, hết. Thầy nuôi gái vậy. Đó. Đúng rồi. Cái này người trong cuộc gọi điện nói cho con. Thầy kệ đó. Dạ. Dạ. Thầy có nuôi gái không? Không. Thằng thầy nuôi chưa xong mà thầy nuôi gái. Tiền đâu thầy nuôi gái. Ừ.